Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin 3 điều đồn đại về Thiền sư Thích Nhất Hạnh phải kiểm chứng bằng sự thật lịch sử. Ngay khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới qua đời thì lập tức rất nhiều nguồn tin đồn đại về ông đã được nhắc đến và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ nhanh chóng mặt cùng với những lời bình cay độc. Ba luận điểm chủ yếu được nêu lên là: một là Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm người ủng hộ Cộng sản và đi đêm với Cộng sản. Hai là Thiền sư Thích Nhất Hạnh có vợ con nhưng che giấu. Ba là Thiền sư Thích Nhất Hạnh vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ bỏ bom chết 300.000 thường dân Bến Tre. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh với thuyết giảng tại Sydney, Úc vào tháng 10 năm 1966. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nêu lên quan điểm của mình rất cụ thể về đúng 3 điều đồn đại này và cho rằng người đọc cần tự kiểm chứng khi tiếp cận các nguồn thông tin này. Ông chia sẻ, vào ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời đã có nhiều cuộc tranh cãi về cuộc đời và hoạt động của ông ở các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Vốn là một người chủ trương hòa bình và có những ngôn luận chống chiến tranh với cả hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Và như hãng tin AP đưa tin là dù chủ trương kêu gọi các giải pháp hòa bình, nhưng ông vẫn phải trả giá cho quan điểm riêng của mình. Sau năm 1975, khi miền Nam sụp đổ, thì sự oán hận của những người đứng về phía miền Nam Việt Nam Cộng Hòa vẫn kéo dài suốt nhiều thập kỷ niên. Nhiều nhân vật được cho là làm lợi cho Cộng sản hay đứng về phía Cộng sản vẫn bị đưa ra làm đề tài để chỉ trích. Mặc dù không chọn phe, nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn bị coi là đi đêm với Cộng sản, tương tự như Hòa Thượng Thích Chí Quang, mặc dù sau khi thống nhất địa lý đất nước, nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn có những đối xử phân biệt khắc nghiệt với cả hai vị này. Lịch sử hiện đại Việt Nam, đặc biệt qua hai nền Cộng Hòa và cuộc chiến tranh Nam Bắc, chồng chéo muôn điều phức tạp. Để nhận định đủ và đúng, cần phải có đủ tư liệu và thời gian để quan sát. Tuy vậy, từ khoảng cuối thế kỷ thứ 20 cho đến nay, những nhận định cá nhân và quan điểm phù hợp với sự tức giận của đám đông đã chiếm ưu thế, bất chấp các chi tiết không đúng, thậm chí là tin giả. Dưới đây là ba lời đồn đại tiêu biểu nhất. Thứ nhất là Thiền sư Thích Nhất Hạnh ủng hộ Cộng sản và đi đêm với Cộng sản. Dĩ nhiên, trong cái nhìn của đám đông ủng hộ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì bất luận sự phản ứng nào chống lại hoặc khác biệt quan điểm đều dễ bị gọi là Việt Cộng. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng mục sư Martin Luther King trong một cuộc họp báo về chiến tranh ở Việt Nam tại Chicago vào ngày 31 tháng 5 năm 1966. Ngay sau sự ra đi của ông Thích Nhất Hạnh, đã có một bài viết trên trang Facebook của một vị linh mục hiện sống tại Mỹ chỉ trích rất nặng lời. Bài đăng này nhận được nhiều sự ủng hộ của giới chống cộng và tín hữu Công giáo. Tuy nhiên, quan điểm chính của bài viết này nhận định ông Thích Nhất Hạnh là tay sai Cộng sản hay đi đêm với Cộng sản từ những năm 60 là hoàn toàn phi lý, vì đó là một nhận định không có căn nguyên. Để chứng minh điều này rất rõ, nhiều ngôn luận và nhận định của ông Thích Nhất Hạnh về việc bất đồng với chế độ Cộng sản có thể tìm thấy dễ dàng bằng một cú click trên Google. Cụ thể, chẳng hạn trên tờ The New, bài đăng vào năm 1966 đã trích lời khẳng định của ông Thích Nhất Hạnh về Cộng sản qua bản dịch của giáo sư Hoàng Ngọc Tuấn tại Úc như sau. Chúng tôi biết rất rõ về những sự cấm đoán đối với Phật giáo ở miền Bắc. Chúng tôi đã nghiên cứu những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi biết rằng tôn giáo không thể tồn tại trong tinh thần của chủ nghĩa Mác. Rồi nhiều người vẫn nói là trong khi vị thiền sư lên tiếng với báo chí về sự chỉ trích Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng lại không lên tiếng nói gì về chính quyền Hà Nội. Tuy nhiên, điều này không đúng. Trong các lần trở về Việt Nam, ông Thích Nhất Hạnh đã nói trực tiếp và thậm chí vận động chính quyền Hà Nội về những cải cách chính trị, thả tù nhân lương tâm hay tự do tôn giáo. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu một buổi đi bộ thiền tại làng Mai ở Pháp vào năm 2014. Đó là phép thiền hành của làng Mai. Những chi tiết này được ghi trong tập 1 bộ Weekly do báo Người Việt ở Mỹ phát hành. Có thể xem thêm bài viết của nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên viết cho Người Việt hoặc trên trang BBC. Việc chọn lựa quan điểm thể hiện nhiều tính chất chính trị hơn ở trong thời cuộc là lựa chọn của ông Thích Nhất Hạnh.
và sẽ nhiều năm nữa với những tư liệu đầy đủ hơn được tiết lộ, thì có lẽ cái nhìn về ông sẽ rõ ràng hơn, đính danh đúng hơn. Nhưng ở lúc này, để xác định ông là tay sai Cộng sản hay đi đêm với Cộng sản hoàn toàn là võ đoán và vô căn cứ. Việc ghét bỏ dựa trên cách ông chống chính quyền Mỹ vẫn được xem là khuynh hướng chung của những người theo chủ nghĩa dân tộc như hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn. Và dư luận thứ hai đó là có vợ con nhưng che giấu. Sự kiện vô căn cứ này được rộ lên sau khi thiền sư ra đi. Ai đó đã tung một bức ảnh mơ hồ của ông và một vài phụ nữ trẻ em và nhất định xác quyết đó là gia đình ông. Trong số những người đưa và tung những tin giả này có cả một nhân vật từng làm trong Bộ Nội vụ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, rất nhanh là những ngôn luận này đã bị vạch mặt bởi đó là bức ảnh của gia đình họa sĩ Võ Đình đi thăm ông Thích Nhất Hạnh và chụp làm kỷ niệm. Đây là hình ảnh, bức ảnh của gia đình họa sĩ Võ Đình đến thăm thầy Thích Nhất Hạnh và mạng xã hội đã dùng để dựng chuyện rằng ông có vợ có con nhưng che giấu. Chính phu nhân của họa sĩ Võ Đình đã công khai tố cáo rằng bọn lưu manh đã nhặt, cắt xén và ghép thêm hình ảnh và tấm ảnh gia đình do chính họa sĩ Võ Đình chụp thầy Nhất Hạnh và con của họa sĩ Võ Đình. Tiếc thay, tiếng nói thật vẫn đang chìm đắm trong sự loạn lạc của dòng tin thất thiệt. Về tuyên bố Mỹ bỏ bom chết 300 người dân ở Bến Tre, đây là một trong những ngôn luận chính dẫn theo vô số những lời chỉ trích và khẳng định ông Thích Nhất Hạnh là Việt Cộng. Theo những lời kể lan khắp các mạng thì ông Thích Nhất Hạnh đã bịa đặt chuyện Mỹ bỏ bom chết 300.000 dân để kêu gọi thế giới chống chiến tranh Nam Bắc. Thế nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác. Nguyên văn của câu chuyện đã được tờ báo New York Times đăng tải vào năm 2001, là một trong buổi thuyết pháp ở Mỹ vào ngày 25 tháng 9 ở New York. Khi đọc một bài thơ của mình, ông Thích Nhất Hạnh có kể là bài thơ ra đời khi ông nghe tin Bến Tre với dân số 300.000 người bị ném bom phá hủy vào năm 1968, khi quân đội Mỹ có tin là khoảng 10 lính Việt Cộng đang ẩn nấp trong đó. Bất nhẫn hơn vì qua một bản tin của hãng thông tấn AP, một cấp chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng đó là sự cần thiết để phá hủy thành phố này nhằm cứu nó. Trong bản tin tường trình chiến sự từ Việt Nam vào đầu năm 1968. Đây là hình ảnh, bên trái là bài báo của AP với tựa đề đó là sự cần thiết để phá hủy thành phố này nhằm cứu nó. Bên phải là bài viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trích dẫn sai về số dân ở Bến Tre dựa vào nguyên bản của AP. Tuy nhiên, nội dung bài viết của ông không có gì là vu cáo quân đội Mỹ. Con số về người dân ở Bến Tre lúc đó chính xác là khoảng từ 30 đến 35.000 người. Nên về số liệu thì ông Thích Nhất Hạnh đã trích dẫn sai, nhưng nội dung thì hoàn toàn không giống với những gì những tin đồn đoán, tố cáo và phục vụ cho Việt Cộng vẫn đang thao túng nhiều nơi. Trên thực tế, yêu hay ghét thiền sư Thích Nhất Hạnh là chuyện bình thường. Mọi nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới đều phải trả giá cho sự độc lập về tư duy của mình. Như Đức Đạt La Đạt Ma vẫn bị phía chủ trương kháng chiến với vũ lực chống Trung Quốc nói ông là phản đội. Đức Thánh Cha Francis vẫn bị nhiều giám mục, linh mục, tín đồ chống đối và ghét bỏ những cải cách nhận định của ngài. Nhưng mọi thứ cần đặt trên sự thật, sự ghét bỏ đơn thuần không làm nên nền văn minh và chính sự hiểu biết và quan sát đầy đủ mới có thể tạo dựng được phát triển của một dân tộc hay thế giới này. Kính mời các bạn xem bản tin Hải Bánh, đệ tử chùm giang hồ Nam Cam ra tù sau 20 năm. Ngày 27 tháng 1, lãnh đạo trại giam Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận ông Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào sáng cùng ngày sau hơn 20 năm chấp hành án tù chung thân. Truyền thông Việt Nam loan tin. Cũng theo vị lãnh đạo này, nhờ cải tạo tốt từ năm 2015 cho đến nay, nên Hải Bánh liên tục được giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước hạn. Tờ báo Thanh Niên trong nước cũng tường thuật như vậy. Đây là hình ảnh Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào hôm 27 tháng 1. Tháng 5 năm 2001, cơ quan cảnh sát điều tra Việt Nam đã khởi tố bắt giữ ông Nguyễn Tuấn Hải về tội gây rối trật tự công cộng để điều tra mở rộng vụ án giết Vũ Hoàng Dung, còn gọi là Dung Hà, và các hành vi liên quan. Vào năm 2003, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Trương Văn Cam, tức là Nam Cam, và đồng phạm với tội danh giết người với vai trò đồng phạm. Bị cáo Hải Bánh bị tòa tuyên án chung thân.
Việt Nam thi hành án tử hình đối với bị can Trương Văn Cam vào tháng 6 năm 2004. Báo của Đảng Cộng sản Nhân dân vào năm 2004 gọi vụ án Trương Văn Cam và đồng phạm là vụ án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, với 155 bị cáo bị truy tố 24 tội danh khác nhau. Hải bánh và vụ giết Dung Hà, ông Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1967 tại Hà Nội. Cuối những năm 1990 đến đầu năm 2000, ông Hải được giới giang hồ ở Việt Nam xem là một đệ tử ruột của trùm giang hồ Trương Văn Cam, tức Năm Cam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đầu quân làm đệ tử cho Năm Cam, người có biệt danh Hải Bánh từng là đệ tử dưới trướng của một bà trùm giang hồ ngoài Bắc là Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà. Trang Việt Nam Express năm 2001 cho biết, kể từ năm 1995, sau khi Dung Hà bị bắt và ngồi tù về tội tổ chức đánh bạc, Hải Bánh như phất mất phương hướng vì không còn người bao bọc. Hắn đã vào thành phố Hồ Chí Minh để trốn nợ vì thua độ bóng đá lên đến cả tỷ đồng và tìm cách làm ăn mới. Đây là hình ảnh Hải Bánh với Năm Cam áo trắng đứng khoanh tay và Dung Hà thứ hai từ trái qua. Từ đây, Hải Bánh đầu quân cho Năm Cam và kêu gọi một số đàn em từ Bắc vào cùng mình. Báo Việt Nam Express vào năm 2002 trích dẫn kết luận điều tra chuyên án Năm Cam, vụ án giết Dung Hà của Công an thành phố Hồ Chí Minh, có ghi như sau. Tháng 10 năm 1998, Vũ Hoàng Dung vào thành phố Hồ Chí Minh, được Trương Văn Cam nâng đỡ. Dung xin phép và được Trương Văn Cam cho mở sòng bài tại 17 Bùi Thị Xuân và thu tiền sâu một ngày được 70 triệu đồng. Cũng thời gian này, Vũ Hoàng Dung nghe tin Nguyễn Tuấn Hải mở tiệm cắt tóc ở thành phố Hồ Chí Minh và được Trương Văn Cam đỡ đầu cho bảo kê vũ trường phi thuyền, nên tìm gặp Nguyễn Tuấn Hải và yêu cầu bắt buộc tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm cắt tóc phải chi cho Vũ Hoàng Dung để phụ nuôi đàn em, vì đàn em của Dung ngoài Bắc vào rất đông. Từ quan hệ và hành động quậy phá của Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, đã thể hiện Dung không chịu dưới trướng Trương Văn Cam, là quậy phá bất kể ở đâu, đó kể cả đó là nơi của ai, trực tiếp mâu thuẫn va chạm quyền lợi với Nguyễn Tuấn Hải và những người đứng sau Nguyễn Tuấn Hải. Năm Cam giả bộ nhiều lần điện thoại cho Hải Bánh than vãn về Dung Hà, nói giọng điệu gay gắt. Khi biết Hải Bánh đã hiểu ý mình, thì Năm Cam gọi điện liên tục cho Hải Bánh và chửi thề trong điện thoại rằng: anh không thể chịu được nữa, em biết không, anh không muốn nhìn thấy mặt con Dung Hà nữa, anh muốn nó biến khỏi mảnh đất này, Năm Cam gằn giọng. Sau đó, Năm Cam đã trực tiếp gặp Hải Bánh và ngầm chỉ đạo cho Hải Bánh giết Dung Hà. Từ giờ đi đâu em cũng phải mang theo súng, Hải Bánh thừa hiểu. Năm Cam nói thế có nghĩa là chỉ thị cho Hải Bánh phải lấy mạng Dung Hà. Đây là hình ảnh Năm Cam, tức Trương Văn Cam, ra tòa. Nhận được lệnh của ông trùm, Hải Bánh đã cử hai đàn em thân thiết của mình lên kế hoạch khử Dung Hà. Khoảng 0 giờ 25 phút vào ngày 2 tháng 10 năm 2000, tại trước số nhà 17 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khi Vũ Hoàng Dung, tức là Dung Hà, ngồi uống nước với Nguyễn Thị Bích Thanh, Đoàn Thị Tú Anh và Nguyễn Thị Nghiệp, thì có một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc quần áo màu xanh đen, đi bộ từ đường Cách Mạng tháng 8 đến chỗ Vũ Hoàng Dung ngồi. Từ phía sau lưng Vũ Hoàng Dung, sát chỗ Dung ngồi, tên thanh niên này rút trong túi quần một khẩu súng ngắn và kê vào đầu Dung bắn một phát, súng nổ và Vũ Hoàng Dung gục xuống. Vũ Hoàng Dung được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện. Tuy không trực tiếp giết Dung Hà nhưng bị can Nguyễn Tuấn Hải phạm tội giết người với vai trò tổ chức thực hiện tội danh được quy định ở điểm 0 khoản 1 giết người có tổ chức, điều 493 Bộ luật hình sự, và tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 của Bộ luật hình sự. Sau khi Dung Hà bị bắn chết, rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000, trên đường Bùi Thị Xuân, gia đình và các đệ tử đã đưa bà trùm về Hải Phòng tổ chức đám tang. Đây là hình ảnh Hải Bánh khi bước ra khỏi trại giam. Các chiến hữu đệ tử của Dung Hà được lệnh dù ở đâu cũng phải về dự đám tang của bà trùm. Bởi vậy, đám tang đã trở thành một hiện tượng khiến dư luận cả nước bàn tán trong thời gian dài. Hàng nghìn người với cả trăm xe hơi nối đuôi nhau dài hàng cây số kéo theo sau xe tang, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hải Phòng. Đến viếng và tiễn Dung Hà còn có gần như tất cả các giang hồ
quê Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có Hải Bánh. Trong vụ này, ông Trương Văn Cam phạm tội giết người với hai vai trò là chủ mưu. Ông Nam Cam và 5 bị cáo khác bị tòa án tuyên án tử hình. Hải Bánh bị tuyên án tù chung thân. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2003, ở phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án Trương Văn Cam 7 tội gồm giết người, hối lộ, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, tổ chức đưa người khác trốn đến nước ngoài. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2004, bản án tử hình đã được thi hành. Đây là hình ảnh từ trái qua là Nam Cam, Hải Bánh và Dung Hà. Trước đó, Nam Cam cũng viết đơn xin Chủ tịch nước Trần Đức Lương ân xá nhưng bị bác bỏ. Trước khi ra pháp trường bị hành quyết xử bắn, viết lá thư cho con gái út hiện đang đi tu, ghi là rất xin lỗi và ân hận, mong được tha thứ để sang thế giới bên kia làm lại cuộc đời. Bốn người bị đem hành quyết chung với Nam Cam là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Hiếu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng và Phạm Văn Minh. Vụ án từng gây xôn xao dư luận Việt Nam khi đó vì không chỉ Nam Cam và Dung Hà đều là hai chùm giang hồ ở trong Nam và ngoài Bắc, mà còn liên quan đến nhiều cán bộ, quan chức của nhà nước đứng sau để bảo kê cho các hoạt động làm ăn phi pháp của xã hội đen. Chia sẻ với phóng viên vào năm 2015, Hải Bánh đã chia sẻ bản thân đã tỉnh ngộ và nhận ra điều sai trái từng làm. Nhiều lúc nằm trong trại nghĩ lại tất cả những điều mình đã làm trước đây, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt. Sao mình lại làm như vậy? Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết, Hải nói. Trong tù, Hải thể hiện là người rất thương yêu vợ con. Ông ta lo lắng sau khi ra tù sẽ không có tư cách để dạy dỗ con cái. Và cuộc đời tôi thì coi như bỏ, nhưng tôi không muốn con tôi sẽ đi theo con đường của mình, Hải tâm sự.